Hôm nay mình ghi lại quá trình mình set up một cái hồ thủy sinh để nuôi cá bảy màu. Cái hồ mình muốn set up gồm có đá nham thạch, đây là đồ nước, còn đây là khăn đá mà về mình ngâm. Thường thường cái than này mình sẽ ngâm trong vòng từ 5 cho tới 7 ngày cho nó ra cái chất dơ rồi mình mới sử dụng được. Đây là những cái cây thủy sinh mình mua, nó cũng rẻ thôi chứ không có mắc, cây lan nước. Còn cây này cái gì thì mình cũng không biết nữa, thấy thì mình mua. Đó, gồm những cái này và một ít rong. Rong này thì các bạn chắc cũng biết rồi, rong nuôi chó, rong nuôi chồn gì đó. Kế đến là phân nền. Phân này nó có nhiều loại, mà mình mua cái loại này của Nhật, giá cũng được 100 mấy. Phân này cũng là phân nền mà của loại Việt Nam, giá cũng 100 mấy. Mình mua 2 cái về để mình thử. Sau đó mình trộn hai cái phân nền lại với nhau rồi mình lót cái dưới. Mình mua cây thủy sinh về mình cắm. Những cái cây thủy sinh nó sẽ có rễ như thế này, và mình cứ lấy ngón tay mình quấy quấy rồi mình cắm nó xuống. Mình mới cắm sơ sơ được có chút xíu. Chúng ta đổ nước vào, chúng ta đổ thật nhẹ và ngập từ từ. Sau khi đã cắm xong, các bạn có thể lấy đá nham thạch, các bạn rải lên, hoặc là các bạn mua sỏi về các bạn rải lên cũng được. Chúng ta vô nước thật nhẹ để tránh làm động các cụm sình nổi lên. Những cái màng đen đen, những cái màng các bạn thấy đó là do phân nền tạo nên. Các bạn có thể hết bỏ đi, hoặc các bạn có thể châm đầy nước cho nó tự động nó tràn ra ngoài. Đây là cái ống nước mình gắn để đề phòng mưa xuống nó có thể thoát theo ống nước thoát ra ngoài, để tránh tràn cái hồ cá bơi ra. Sau đó chúng ta rửa sạch sỏi và chúng ta bỏ vào hồ cá. Các bạn muốn bỏ sỏi cũng được, hay là bỏ đá nham thạch gì cũng được, tùy mọi người.